Dâu dừa là một nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời trong làm đẹp, mang lại nhiều lợi ích như dưỡng ẩm da, chống lão hóa, nuôi dưỡng tóc và làm trắng răng, và quan trọng nhất là giảm mỡ nội tạng. Dầu dừa chứa chất béo trung tính chuỗi trung bình. Loại chất béo này dễ dàng được cơ thể chuyển hóa thành năng lượng thay vì lưu trữ dưới dạng mỡ. Điều này giúp giảm tổng lượng mỡ trong cơ thể, bao gồm cả mỡ nội tạng. Chất béo trung tính chuỗi trung bình trong dầu dừa cũng giúp tăng cảm giác no, làm giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Dầu dừa có tác dụng kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố góp phần vào việc tích tụ mỡ nội tạng. Dầu dừa có trọng lượng phân tử thấp, giúp thâm nhập sâu vào thân tóc, cung cấp dưỡng chất và bảo vệ tóc. Sử dụng dầu dừa trước khi gội đầu có thể giúp ngăn ngừa tóc bị hư tổn do các yếu tố môi trường như ánh nắng mặt trời và gió bụi. Dầu dừa có thể thể kích thích tóc mọc nhanh hơn nhờ vào khả năng dưỡng ẩm và giảm gãy rụng. Dầu dừa dễ dàng thẩm thấu vào da, giúp cung cấp dưỡng chất và giữ ẩm hiệu quả mà không gây cảm giác nhờn rít. Các chất chống oxy hóa trong dầu dừa như vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Dầu dừa chứa các axit béo như axit lauric, giúp cung cấp độ ẩm sâu cho da,